Xin chào các anh đam mê audio trên toàn quốc nhé. Cảm ơn các anh đã quan tâm, theo dõi cũng như đồng hành cùng em Hồng Anh. Các anh mới vào vui lòng ấn đăng ký, nhấn chuông cũng như là nhấn theo dõi để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày các anh nhé. Nếu thấy video của em hay và bổ ích, vui lòng cho em thêm một like. Mọi thông tin liên hệ với em qua số điện thoại 086-688-0998. Hôm nay xin phép được giới thiệu với các anh một cái bộ chia 1:2. Thật ra thì cũng đã cung cấp cũng như là phục vụ cho anh em tương đối nhiều rồi, nhưng mà cũng nghĩ là nên làm một cái clip để cho các anh có thể tham khảo, nghiên cứu để tìm chơi. Cái việc mà anh em cần cái bộ chia này nó là rất nhiều. Thì luôn cần những cái phương án làm sao cho nó tốt nhất, hiệu quả nhất để chất lượng âm thanh được đạt cái chất lượng cao. Bởi vì rằng là bản thân các anh cũng đang dùng những cái dây nó tương đối là cao cấp và đắt tiền, thì không muốn cái bộ chia ra nó lại dùng bằng dây chất lượng kém. Rất nhiều những cái thiết bị nó lại chỉ có một đường vào hoặc một đường ra, thì cái phương án nó là chia ra hai như này, hoàn toàn có thể chia ra 3, ra 4, ra 5 tùy vào cái nhu cầu. Tất nhiên rằng là nó cũng phải vừa với lại cái lỗ đút vào nhá, thì là mới có thể làm được. Em cũng có những cái giải pháp để hỗ trợ cũng như là phục vụ anh em chơi, làm sao cho cuộc chơi nó được hiệu quả và tốt nhất. Các anh chỉ có một cái lưu ý khi trong cái việc mà chơi chia ra như thế này, đấy là khi bật thiết bị này thì tắt thiết bị khác đi, để cho nó bảo vệ cũng như là an toàn cho cái hệ thống, tránh xông sang nhau. Thì cái điều đấy là điều đương nhiên rồi. Còn chắc chắn là phải sử dụng được nhé, trừ khi thiết bị đấy đang có vấn đề. Tại vì rằng là theo nguyên tắc cũng chỉ là 1:2 tín hiệu truyền ra thôi, chứ còn không ảnh hưởng gì nhé. Không có yếu tố tâm linh hay là cái vấn đề gì, bảo là kỹ thuật gì để mà ảnh hưởng đâu. Hãng họ cũng sản xuất ra như vậy mà. Ví dụ như đây là những cái rắc của hãng xịn đây, hoàn toàn đáp ứng cái nhu cầu của anh em chơi. Em ở đây em có hai cái bộ hàng hãng. Hàng này thì nó là sản xuất là nó ghi là Taiwan, nhưng mà thật sự rằng là nó là hàng Anh các anh nhé, hàng châu Âu. Và được sản xuất tại nhà máy ở đấy để giảm cái chi phí và xuất ngược lại sang Anh. Thì cái đầu rắc rất là tốt, các anh có thể thấy chất lượng rất là tốt các anh nhé. Bộ chuyển chia đây là hàng zin hãng và là rắc đúc đây, các anh có thể nhìn Taiwan vẫn là xịn, yên tâm không lo. Bao giờ nó là China thì lúc đấy mình mới quan tâm tiếp các anh ạ. Tiền nào thì của đấy. Hàng xịn các anh nhìn là các anh có thể hiểu rồi nhá. Cầm ở ngoài thì rất là sướng, chất lượng rất là tốt. Bộ này em giao lưu với anh em cái giá là 500.000 một bộ các anh nhá. Trước mọi khi là 680.000 đấy, nhưng mà giá thành đợt này nó hợp lý hơn. Mà cũng chỉ có hai bộ thôi, không có hơn. Cũng anh em nào mà cần chơi thì liên hệ với em. Ngoài ra nếu mà các anh cần cái hàng xịn, cái hàng chuẩn về cái hàng chất lượng tốt hơn, cao cấp hơn, yêu cầu là hoàn thiện, tất nhiên rằng là trên tinh thần em Hồng Anh tầm nào cũng có thể phục vụ được anh em, kể cả rằng là những cái số tiền nhỏ nhất thì vẫn có thể làm được. Ở đây thì em có một bộ chuyển tương đối là theo cái phương diện gọi rằng là tốt nhất có thể. Hai cái đầu rắc này là cũng là hai cái đầu rắc của anh. Rất nhiều những cái dây anh người ta đã dùng những cái đầu rắc này. Nhiều anh hay hỏi là hãng gì, thì thật sự là không thể trả lời được. Bởi vì rằng là sẽ có những cái nhà máy nó chuyên sản xuất những cái phụ kiện như thế này, và ở châu Âu. Sau đó rằng là các cái hãng rất là tên tuổi chẳng hạn, họ sẽ lấy những cái đầu rắc vậy đó, xong là họ về họ dập cái tên của họ vào, họ khắc laser hoặc là họ in vào, ví dụ như vậy. Thì cái dòng rắc này nó là rắc xịn nhé, cam kết với anh em nó là rắc xịn. Các anh có thể thấy là cái chất lượng nó vô cùng tốt luôn. Và em đang sử dụng cái dây nối ra cũng là dây rất xịn. Em sử dụng cái dây của Meridian cho anh nhé. Lõi mạ bạc. Các anh có thể nhìn. Em quay gần hơn để cho các anh có thể xem. Lõi nó rất là xịn, lõi rất là tốt. Tập trung ở công nghệ lõi, các anh đừng lo lắng về cái việc rằng là lõi to hay lõi nhỏ, quan trọng là công nghệ lõi và lõi làm sao cho nó hiệu quả là được. Thi công cũng cực kỳ chuẩn chỉ, em tháo một bên đây cho các anh xem, kể cả từ cái mối hàn nhá, nên là các anh hoàn toàn yên tâm chơi đó. Mối hàn cũng đẹp như là hãng, mà cũng không muốn nói là nhiều hãng ấy,
họ hàng mà không cẩn thận bằng mình các anh ạ. Nên là các anh chơi thì các anh hoàn toàn yên tâm nhé. Thiếc cũng sử dụng là thiếc xịn. Đầu rắc cọc Rosia ra âm đây cũng là cọc tốt. Cọc này là cọc của Nhật các anh nhé. Và cũng không mấy khi có đâu để làm phục vụ các anh. Nếu mà tính nguyên cái tiền nguyên vật liệu không thôi thì nó đã vượt lên con số mà nó đã gần triệu rồi các anh. Ở đây cũng tốn khoảng nửa mét dây rồi. Thì em để cho các anh với cái giá nó cũng tương đối là hợp lý thôi. Giá này thì còn nếu mà tính nguyên vật liệu ra thì còn dưới cả giá nguyên vật liệu cơ. Thì là phục vụ anh em với cái giá là 800 nghìn nhé. Một bộ chuyển 800 nghìn một bộ chuyển. Các anh cần thì các anh đặt em sẽ làm và phục vụ hỗ trợ cho các anh. Làm cái này nó cũng tương đối là kỹ mà mất nhiều thời gian để làm cho sản phẩm nó được chuẩn chỉ, được đẹp nhất, được tốt nhất. Ở đây các anh có thể thấy em lại cũng sẽ giải thích thêm. Đây, các anh có thể nhìn tên Digital Link. Các anh hoàn toàn có thể yên tâm và chơi và không phải lo nghĩ nhé. Bởi vì tất cả những cái dây 75 ohm đều có thể làm được coaxial. Và coaxial thì cũng đều có thể làm được dây RCA bình thường nhé. Ở cái giải này thì nó cho được cái chất âm nó đẹp nhất, cân bằng nhất và tốt nhất. Còn dây RCA bình thường thì không thể làm dây coaxial được, nhưng dây coaxial có thể làm dây RCA. Đấy là một điều các anh hoàn toàn có thể thêm những cái kiến thức để hỗ trợ, để đáp ứng cho mình. Tránh cái việc rằng là thắc mắc, em đã giải đáp cũng như là hỗ trợ để cho các anh có thêm kiến thức. Đó, dây rất là tốt, dây xịn của anh. Ở mọi thông tin các anh liên hệ với em qua số điện thoại 0866880998. Rất vui và được phục